Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh hiện có trên 15.000 người lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thời điểm này toàn tỉnh đã có trên 30 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 120 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Số lao động bị ảnh hưởng là trên 15.000 người, trong đó có gần 2.000 lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, trên 13.500 lao động bị ngừng việc tạm thời hoặc nghỉ việc luân phiên. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp bị thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm. Vì thế, các doanh nghiệp tạm thời phải giảm sản xuất, giảm lao động để phù hợp với tình hình thực tế.